Dạ, em chào anh. Đấy, thấy khán giả nồng nhiệt chưa? Nồng nhiệt anh. À, nồng nhiệt ha. Dạ. Xin Tú Kiệt xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình Vì Bạn Xứng Đáng. Yeah. Cưới vợ xong đẹp trai quá hả? Dạ, cảm ơn anh. Thôi, ngày hôm nay rất vui được chào đón xin Tú Kiệt đến với chương trình. Và chúng ta sẽ vượt qua 5 cái vòng chơi để mang một cái món quà về cho một hoàn cảnh nào đó. Dạ. Hoàn cảnh như thế nào thì Quỳnh Linh xin mời quý vị và các bạn chúng ta hướng về màn hình. Ba năm học cấp 3 với điểm trung bình đạt loại giỏi và xuất sắc. Đạt giải nhì học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh môn tin học. Giải tư cuộc thi khoa học kỹ thuật tỉnh Bến Tre. Giải ba bảng A ngày hội sản phẩm sáng tạo và Robocon tỉnh Bến Tre lần thứ tư. Được tuyển thẳng vào trường đại học. Đó là những thành tích đáng khen ngợi của cậu sinh viên Huỳnh Hữu Nghĩa, sinh viên năm nhất khoa kỹ thuật phần mềm trường công nghệ thông tin Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Thế nhưng, ít ai biết rằng Nghĩa đang gánh trên vai gánh nặng kinh tế và trách nhiệm lớn với gia đình. Mẹ Nghĩa sống cảnh đơn thân, một mình nuôi hai anh em Nghĩa trong khó nhọc của việc làm thuê làm mướn nơi quê nghèo Bến Tre. Mẹ em hiện tại đang đi làm thuê làm mướn, nghĩa là ai mướn gì làm nấy. Cho nên là cái thu nhập của gia đình em thì rất là khó khăn. Một tháng thì thu nhập chưa tới 2 triệu. Mỗi lần đi làm ở quán nhậu á, thì mẹ em lấy đồ ăn thừa về để cho gia đình mình có cái bữa cơm no. Thương mẹ, Nghĩa quyết tâm học để thoát nghèo và để tìm một tương lai tươi sáng hơn cho gia đình mình. Em nghĩ là mình phải cố gắng học tập để làm sao để sau này mình phải thay đổi được cái số phận của gia đình mình. Không chỉ là về kiến thức mà còn những cái kỹ năng về xã hội nữa. Và kiếm được cái việc làm thật tốt để có thể phụ giúp được gia đình phần nào. Chàng trai sống nghị lực, trách nhiệm và rất tình cảm ấy đã hiện thực hóa ước mơ của mình bằng hành động cụ thể. Nghĩa đã cố gắng học để đạt được học bổng của ký túc xá Hoa Cỏ Mây, tích cực học tập và tham gia các kỳ thi và đạt giải tiềm năng bảng ý tưởng phát triển theo hướng công nghệ thông tin, cuộc thi ISE Spark of Ideas Fall 2023 do câu lạc bộ UIT Data Social tổ chức. Ngoài ra, Nghĩa còn nỗ lực đi làm thêm để kiếm tiền. Bởi hơn ai hết, Nghĩa hiểu đồng tiền có ý nghĩa như thế nào với gia đình mình. Hiện tại thì với ký túc xá Cỏ Mai đang hỗ trợ cho các em sinh viên ở đây là mỗi một ngày là 40.000 tiền ăn. Ngoài ra thì các em còn được ăn ở miễn phí, cũng như là được đóng các khoản học phí và các khoản tiền học ngoại ngữ, tin học. Hiện tại thì ngoài sự hỗ trợ từ ký túc xá Cỏ Mai thì Nghĩa cũng đang đi làm thêm bên ngoài để tự trang trải cuộc sống của mình. Mỗi ngày em chi khoảng 36.000 tiền ăn và tiền đi xe buýt. Có thể với nhiều người, 36.000 chỉ là một con số, chỉ là một ly trà sữa. Nhưng với cậu trò nhỏ gầy gò Huỳnh Hữu Nghĩa, con số đó là sự chắc chiêu, chịu thương chịu khó, là tình thương với mẹ với em. Bạn là một người rất là hiền, tính tình rất là dễ thương mà rất là siêng năng trong công việc nữa. Quan trọng là bạn rất là có cái ý mà cầu tiến, người ham học hỏi, những chuyện gì bạn không biết thì bạn sẽ hỏi. Tài năng, nghị lực và tâm hồn đẹp của Huỳnh Hữu Nghĩa đã giúp em xứng đáng trở thành nhân vật thụ hưởng của Vì Bạn Xứng Đáng ngày hôm nay. Hy vọng người chơi của chúng ta sẽ thật nỗ lực, thật bình tĩnh để mang về số tiền cao nhất giúp cho em Huỳnh Hữu Nghĩa có những bữa ăn không phải quá tính toán, quá tiết kiệm như hiện nay. Chúng ta vừa đến với hoàn cảnh của em Hữu Nghĩa. Dạ. Nó khổ tới mức mà mẹ phải đi xin thức ăn luôn đó. Mà mình nhìn em Nghĩa thấy em ấy rất là lạc quan, tự tin. Và cái sự nỗ lực em ấy nó hiện rõ trên gương mặt ấy. Dạ đúng rồi. Hy vọng rằng với sự nỗ lực đó nó sẽ hướng đến một tương lai tốt đẹp. Bởi vì không có học thì số phận nó cũng như thế. Anh nghĩ rằng là chúng ta sẽ hỗ trợ bạn ấy có thêm học bổng để hướng đến việc học, học để thay đổi số phận gia đình em Nghĩa. Dạ.
Thì thấy như vậy được không? Dạ được, tại vì em thấy là một con người mình muốn đổi sang một cuộc đời khác thì ngoài những cái chuyện khác thì cái chuyện học là cái chuyện quan trọng nhất để mà mình bước sang một cái cuộc đời mới, để mình đổi đời cho bản thân mình, cho gia đình mình. Đúng là như vậy. Dạ. Làm sao để có một tương lai tươi sáng? Bây giờ nếu mà hoàn cảnh khó khăn quá, mẹ thì yếu rồi. Bây giờ nếu mà không có tiền đi học, có đôi khi em nghĩ phải nghỉ học giữa chừng luôn. Dạ đúng rồi. Vậy thì Vì Bạn Xứng Đáng xuất hiện, hy vọng rằng đem đến cho em một cái cánh cửa tương lai mở rộng ra hơn nữa. Dạ. Rồi, bạn đã sẵn sàng? Em sẵn sàng. Chúc em may mắn. Dạ, em sẽ cố gắng hết sức để giúp cho bạn Nghĩa. Chúng ta sẽ bắt đầu Vì Bạn Xứng Đáng. Đối với chương trình thì Diên Tuấn Kiệt phải trải qua 5 vòng chơi khác nhau, với các mệnh giá khác nhau, với các câu hỏi khác nhau. Các câu hỏi là ai, cái gì, ở đâu. Mệnh giá đầu tiên là 8 triệu, vòng chơi thứ 2 12, vòng chơi thứ 3 16, vòng chơi thứ 4 là 20 triệu, vòng chơi thứ 5 là 24 triệu. Có nghĩa là sau 5 vòng chơi này, chương trình sẽ gửi cho Diên Tuấn Kiệt 80 triệu. Hiện giờ em giữ 80 triệu đó. Nếu mà em xài ít á, thì em có số tiền nhiều để em tặng cho Nghĩa. Dạ. Em xài nhiều thì số tiền còn lại ít. Xài bằng cái gì? Chúng ta sẽ mua những dữ liệu để ta trả lời câu hỏi nếu ta không tìm ra đáp án. Chúng ta bắt đầu với vòng đầu tiên mệnh giá 8 triệu đồng. Câu hỏi như sau. Ai? Ai là ai mình chưa biết. Là hỏi về một người nào. Đúng đó. Đúng rồi, một người nào đó. À. Có một gợi ý đầu tiên. Dạ. Được tặng không phải mua. Mở. Truyền thuyết Việt Nam. Những câu chuyện truyền thuyết với như thánh giống nè, vân vân, đại khái thế. Chúng ta sẽ có 9 gợi ý còn lại mình phải mua để tìm ra đáp án. Thấp nhất là 50.000, cao nhất là 2.4 triệu. Những mệnh giá này sẽ trộn lẫn với các con số tương ứng từ 1 đến 9. Mình chọn đi hên xui thôi. Có đôi khi tiền rất thấp nhưng gợi ý tốt, bởi vì máy đã lập trình sẵn rồi. Chỉ bấm hên xui thôi. Nào, mua đi. Số mấy? Số mấy ạ? Số 7. Số 8. Số 8 đúng không? Số 8 cũng là một cái số rất là đẹp. Em nghĩ là ok, em sẽ theo bạn số 8 đi. Mở số 8. Mệnh giá số 8 là bao nhiêu? 1.600.000 đồng. Mình mất đi số tiền mình mua. Mình còn lại 6.4 triệu. Chúng ta đi tìm đặc điểm của người này. Mở xem. Đặc điểm gì? Vua. Vị vua. Cái gợi ý này nó cũng hơi chung chung quá đúng không? Rồi. Em nghĩ phải chắc thêm quá hả? Thêm đi. Số mấy nữa ạ? Số 5 ạ? Bây giờ, xí nha. Bây giờ ai? 5 giơ tay lên. Đây. Số 7 đó giơ tay lên ạ. Số 7 nhiều nè, số 7 đi. Mở số 7. Mệnh giá số 7 là bao nhiêu? 50. 2 triệu. Trời ơi. À. Sao vậy trời? Sao mà hai cái số nó lớn nhất luôn vậy? Nó xui đó. Xui rồi. Cái này là chưa chắc mình chơi hay dở mà nó xui thôi. Xui. 2.4 triệu. Mở. Kinh Dương Vương. Ở đây không ai biết đáp án cả. Anh cũng không biết, em không biết, khán giả không ai biết hết trơn á. Mua nữa hả? Mua thêm hả? Mọi người nói em mua thêm. Tùy em, quyền quyết định là của em. Bây giờ nãy mình mua hai con số cao rồi đúng không? Ừ. Bây giờ mình mua số thấp xuống đi ha. Số 3 đi. Số 3 nha, các bạn nói số 3. Số 3. 50 nè, 50 nè. Mệnh giá là bao nhiêu? 400 là đâu? Cũng được, cũng thấp cũng đúng rồi. 400 mua được gì? Âu cơ. Âu cơ Lạc Long Quân. Đúng rồi, Âu cơ liên quan lại Long Quân mình là đời vua thì, thứ mấy. Thì nè? Vua gì? Vua khó vậy ta. Âu cơ sinh mấy trăm trứng? Trăm trứng, 50 lên non, 50 xuống biển. À, đó. Xong rồi, khoai, lướt lại nè. Xong rồi 50 người con đó mới bắt đầu thành những vị vua hùng. Đúng rồi. Trời ơi, quên, bắt đầu kiến thức nó mới về anh. Đúng rồi, kiến thức nó mới về. Gì nữa? Nãy giờ em bị suy nghĩ nhiều quá đúng không? Đúng rồi. Bây giờ em nghĩ nhẹ lại. Đúng rồi. Em nghĩ xa quá. Đúng rồi. Đúng không? Mình phải đọc câu hỏi rất là rõ ràng. Ai? Ai? Ai mà ta đâu hỏi vua đâu. Dạ. Đúng không? Ai? Okay. Lai Long Quân. Rồi, 3, 2, 1, chung.
Ai, chúng ta xem đáp án. Câu. Chút xíu chết. Chút nữa rồi. Hên là thắng lại kịp. Hên là kiến thức nó ùa về lại. Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi. Quên là mình phải để ý vô là ai. Đúng rồi. Hay là hỏi vị vua. Đúng rồi. Ta đang hỏi ai. Ai, cái gì, ở đâu gì đó. Thí dụ mình phải dựa vào cái câu hỏi. Dạ, bây dạ. giờ cứ phân tích đi tìm vua không. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Thì á, Lạc Long Quân liên quan đến vua gì thì ta chỉ gợi ý mình thôi. Dạ. Lạc Long Quân một đáp án chính xác. Chúng ta xem như gợi ý còn lại. Hùng Vương đời thứ nhất, Xích Quỷ, Đền Nội, Có Tài Đi Lại Dưới Nước, phim hoạt hình Sùng Lãm vân vân. Tức là mà em thấy mấy cái gợi ý kia, ví dụ Sùng Lãm hay Đền Nội, phim hoạt hình là mình khó đoán nè. Vô mấy gợi ý là khó, hay Xích Quỷ là nhiều khi là phải có nghe đọc cái kỹ cái câu chuyện đó thì mới đúng biết rồi. Được. Dạ. Rồi, bây giờ mình thử cái vị vua để em hay nhầm chỗ này đúng không? Dạ. Để nhớ này, vị vua gì đây, liên quan gì đây. À. Lạc Long Quân được xem là vị vua của nhà nước sơ khai Xích Quỷ Quỷ. Chúc mừng em, dù sao thì cũng có kết quả chính xác. Rồi chúng ta kết thúc vòng 1. Kết quả như sau. Khi mới đến đây thì trong tài khoản chương trình em có 0 đồng. Dạ. À, kết thúc vòng 1 em có số tiền là 1 cái số tiền khởi đầu thôi. Khởi đầu cũng tốt đó. Cho Quỳ Linh kết nối với hiện trường. Chào cô gái dẫn chương trình. Hôm nay diễn kịp đẹp trai đó. Chơi cũng máu lửa nha. Hy vọng rằng có một vấn đề quan trọng là em ngoài kia nói em cũng phải nhắn tin động viên Buka, gửi tin cho Di Tuấn Kiệt này kia nha. Vâng, xin chào trường quay, xin chào anh Quỳ Linh và xin chào bạn Di Tuấn Kiệt. Lúc nào bạn Di cũng đẹp trai rồi nên là anh Linh không cần phải hỏi nữa. Và chắc chắn là ngoài Puka ra thì ở đây còn có rất rất nhiều những sinh viên của Trường Đại học Công nghệ Thông tin thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ gửi đến Jin Tuấn Kiệt những lời chúc thật là may mắn để cho bạn có thể vượt qua những vòng thi tiếp theo. Chúng ta thấy là với vòng thi đầu tiên, đáp án là Lạc Long Quân đã mang đến cho Jin Tuấn Kiệt số tiền khởi đầu là 3.600.000 đồng. Và đây là một số tiền phải nói là không phải là quá cao nhưng cũng không hề thấp nha. Bởi vì chúng ta hãy yên tâm là khởi đầu lúc nào cũng sẽ gian nan. Và những vòng thi tiếp theo chắc chắn Vân tin là số tiền này sẽ được nhân lên chắc là phải tầm 10 lần nữa. Nên là mọi người ơi, chúng ta sẽ cùng vỗ tay để cổ vũ cho Jin Tuấn Kiệt thật là xuất sắc trong những vòng thi tiếp theo nha. 1, 2, 3 Jin Tuấn Kiệt ơi, cố lên. Rồi, chút xíu mình gặp nhau nha. Trở lại với chương trình. Bây giờ Jin Tuấn Kiệt sẽ tiếp tục với vòng 2 Vì Bạn Xứng Đáng. Yeah. Vòng 2 mệnh giá là 12 triệu đồng. Câu hỏi như sau. Hỏi cái gì, vụ gì, trái gì, cây gì, con gì. Nó nhiều hơn đúng rồi là đúng nó mà. Nhiều hơn đó. Nào, gợi ý. Dùng hàng ngày. Dùng hàng ngày có nhiều thứ lắm nha. Cái ly, cái chén, là những cái vật dụng hàng ngày đối với. Hay là một cái nữa là điện thoại di động. Có những ai cũng phải sử dụng hàng ngày luôn, đúng không? Cái vật dụng thiết yếu mà. Dạ. Ăn uống gì? Ăn uống, đồ ăn, thức uống. Cái gì ăn hàng ngày? Cơm. Đó. Cơm. Dạ. Cơm. Nước. Đúng rồi. Nước lọc. Đúng rồi. Đó, thí dụ vậy. Được rồi đó. Mình mua tiếp thôi. Thấp nhất là 50.000, cao nhất là 3.600.000. Số mấy? 9 đi anh. Mở số 9. Mệnh giá số 9 là bao nhiêu? $2.1 triệu. Tiếng mua được gì? Ngang. Nào. 2.1 triệu mua được dữ liệu gì? Dùng hàng ngày. Đồ nội thất. Nội thất. Là còn có gì? Bàn, ghế, tủ, rồi quạt. Nói chung là những cái đồ mà đúng trong rồi. Nhà mình là đồ đúng rồi. Nó vẫn còn mông lung lắm. Giường ha. Dạ. Em nghĩ này phải mua thêm. Bây giờ bắt đầu mình gói gọn là chút xíu rồi đó. Dạ. Liên quan tới đồ này thôi. Số mấy? 5 đi. Số 5 mở. Coi đồ nội thất này gì đây? 5 là 50. 5 là 50.
150 cũng có được. Đó, năm là 50. Mở. Đó, cũng được. Có 50 hay chồng? Có 50 hay chồng cũng được. 150 ngàn. Mua được gì? Ai Cập. Qua tay Ai Cập rồi đó. Khoan, từ đầu mình bắt đầu mình giờ mình phải phân tích. Đúng rồi, đồ nội thất có gì đồ Ai Cập. Đồ nội thất mình liên quan tới Ai Cập. Khó vậy ta. Đồ nội thất liên quan tới, nghĩa là nếu mà Ai Cập á, thì em nghĩ là cái món đồ nội thất này phải bắt nguồn từ đất đúng nước rồi, Ai Cập ra rồi. Họ là người đầu tiên trên thế giới sản xuất ra cái món này. Đúng rồi. Thì cái gì ta, cái gì em đọc em coi á, thì em chỉ nhớ là như là ngày xưa là giấy. À, giấy là Ai Cập là làm từ cây đúng không? Lấy từ rồi. Cây ra, đó là em nhớ đầu tiên nè. Rồi cái gì nữa ta? Chắc phải mua tiếp thôi, tại nó vẫn còn chung chung quá. Rồi. Chị nằm phân tích thấy được là mình chốt thôi. Dạ, em nghĩ số 6 đi. Mở số 6. Số 6 là lộc. Lộc ha. Ôi trời ơi, sao nó nhiều tiền thiệt, lộc là nhiều tiền. Đúng chưa, thiệt. Thấy chưa, anh nói mà lộc là nhiều tiền. 3.6 triệu. Mua được gì? Nâng đỡ. Cái cân. Cái cân, cái... À, để nâng đỡ lên đỡ. Hả? Nâng đỡ nhiều nha, nâng đỡ. Nâng đỡ là cái tại vì ví dụ mình phân tích theo cái hướng nâng đỡ, ví dụ mình ngồi lên cái ghế là nó cũng nâng đỡ mình. Rồi, cái bàn cũng nâng cái đỡ. Cái bàn cũng nâng đỡ nè. Giường cũng nâng đỡ dạ, nè. Đúng rồi. Ừ. Đó ta, vẫn còn chung chung quá ta. Đó, vẫn chung chung, đúng rồi. Thật ra giờ em cứ tự tin lên bởi vì chung chung này cũng đâu ai trả lời được đâu. Dạ. Yeah. Không phải mình kiến thức dở mà thật ra nó khó trả lời lắm. Dạ. Yeah. Chưa có đặc điểm gì nó rõ ràng chút xíu. Chắc mua thêm đi. Số mấy? Số 3 đi. Rồi. Hỏi số 3. Số 3 là 300. 300. Mệnh giá số 3 là bao nhiêu? Hai triệu tư. Xuyên Nguyễn à. Em xài tiền chắc nhiều lắm á. Em không có muốn đâu. Nhưng mà sao kỳ vậy. 2.4 triệu mua được gì? Ngăn kéo. Vậy là cái bàn. Cái bàn. Chỉ có cái bàn mới có ngăn kéo. Không. Nhưng mà bây giờ hiện đại thông minh á là những cái giường cũng có ngăn kéo ở dưới để mình cất gối, cất các kiểu nữa, đúng không? Dữ liệu liên quan tới Ai Cập, đồ nội thất mà dùng để nâng đỡ được là để đồ vật lên ha. Và nó có ngăn kéo nữa thì em nghĩ là cái bàn sẽ là cái hợp lý nhất. Đúng rồi, cái bàn. Cái tủ có ngăn kéo không? Có ngăn kéo. Cái tủ có được tính là nâng đỡ không? Em nghĩ là cái này á nó nằm ở cái ăn thua cái khái niệm của mình á, cái khái niệm mình nghĩ cái đó nâng đỡ được thì nó nâng đỡ được. Đúng thôi. Rồi. Rồi. Dạ. Bây giờ theo em sao? Mua hay chốt? Chốt. Chốt. Rồi, cái gì? Cái bàn. Cái bàn. 3 2 1 Chốt. Cái bàn đúng hay sai thưa quý vị? Cái này cũng khó nha. Có đôi khi đáp án nó cũng chưa đúng, mà có đôi khi nó cũng đúng luôn. Một chút xíu Quỳ Linh và Diên Tuấn Kiệt sẽ quay trở lại. Tạm biệt quý vị một vài phút. Chào đón quý vị và các bạn quay trở lại với vòng 2 Vì Bạn Xứng Đáng. Diên Tuấn Kiệt đã chốt cái bàn. Dạ. Đúng không? Dạ đúng. Table. Table, yeah. Ok. English. English. Table. Nào, xem đáp án. Hồi hộp quá. Hồi hộp quá. Trời ơi. Mình phân tích tận cùng như vậy á. Đúng rồi. Đúng không? Dạ. Nếu mà lơ mơ là cũng dễ chết lắm á. Cái bàn, một đáp án chính xác. Em chỉ tiếc một điều á là nãy trong cái những cái phân tích đầu tiên của mình là cũng có cái bàn ở trong rồi. Mình không có dám chắc chọn nó tại chưa có đủ dữ liệu. Không có đủ dữ liệu đó. Dạ. Chúng ta xem những gợi ý còn lại. Mặt phẳng ngang này dễ đâu trời, cái ghế. Bốn chân gỗ điểm tựa. Cũng vậy à. Cũng vậy à. Thôi bây giờ mình cộng số tiền thôi. Vòng 1 thì Diên Tuấn Kiệt có 3.600.000 đồng. Cộng với vòng 2 mình có nhiều?
350.000 đồng.